Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một số kinh nghiệm để các bạn có thể tham khảo trong việc chọn mua một chiếc LG G4 cũ hiện đang được bán tại Max Mobile với giá chỉ khoảng 4 triệu đồng mà thôi. Như đã biết thì LG G4 đã được ra mắt với tư cách là flagship hàng đầu của công ty Hàn Quốc tại thời điểm cách đây 1 năm. Thế nhưng cho đến bây giờ thì sức hút của chiếc LG G4 vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là bởi thiết kế cong đặc biệt của nó, kèm theo đó là camera thuộc top đầu là công nghệ cho đến tận bây giờ, và quan trọng nhất là bởi mức giá của em nó thì không thể nào hấp dẫn hơn được nữa. Tuy nhiên, trên thị trường đầy hỗn loạn này, thạch thông thì ít mà lý xanh thì nhiều, thì việc các cá nhân hay cơ sở kinh doanh ít uy tín bán hàng kém chất lượng không phải là ít gặp. Chính vì vậy thì mình nghĩ việc trang bị một số kiến thức cơ bản để chọn mua chiếc LG G4 quyến rũ này là điều cần thiết, cũng như giúp các bạn tránh được phần nào những lỗi gặp phải trong quá trình sử dụng sau này. Đầu tiên, như thường lệ thì chúng ta sẽ kiểm tra ngoại hình của thiết bị. Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý khác với những chiếc điện thoại bình thường như là G3 hay là G5. Lý do là bởi G4 sở hữu thân hình uốn ván, cong quyến rũ. Thế nên, nếu như chủ cũ của chiếc G4 bạn sắp mua là người thích úp máy lên bàn thì chắc chắn bốn góc của máy sẽ bị xước hoặc là móp méo. Một lý do nữa là phần khung viền của máy là bằng nhựa mạ chrome nên sẽ bị bong chóc hoặc xước răm nếu chủ cũ không bảo quản máy cẩn thận. Nhưng mà đó chưa phải là điều nguy hiểm. Chính vì khung bằng nhựa nên nếu máy từng bị rơi sẽ rất dễ để nhận ra do bị méo phần nhựa ở góc. Tiếp theo là chúng ta lật mặt lưng và kiểm tra nắp da, các đường chỉ có liền mạch hay là bị sờn, thậm chí là đứt hay không. Bốn góc da chắc chắn là sẽ bị chóc và ám đen. Đây là biểu hiện hoàn toàn bình thường của LG G4. Còn nếu máy bạn định mua sử dụng nắp lưng nhựa thì cũng chẳng quan trọng lắm. Tương tự với G3 thì các bạn hãy mở nắp lưng và kiểm tra phần giấy quỳ nằm trong cái lỗ tròn tròn màu trắng ngay trên khay sim mà thẻ nhớ xem có bị chuyển màu hồng đỏ hay không. Nếu bị chuyển màu thì chứng tỏ là máy đã bị vào nước hoặc là bị ẩm tương đối nặng, ảnh hưởng tới chất lượng các linh kiện bên trong máy. Tiếp theo thì các bạn hãy kiểm tra xem các con ốc trên lưng máy có còn nguyên vẹn hay không, có bị lở loét bung bét tí nào hay không. Hãy soi thật kỹ nhé. Thậm chí thủ theo một cái kính phóng đại đi theo để test máy nếu có thể, bởi chỉ cần các con ốc có những biểu hiện trên, chứng tỏ là máy đã từng bị tháo ra. Sau đó thì kiểm tra xem con tem bên dưới của pin, nếu là hàng chính hãng thì sẽ có những thông tin như là ngày tháng xuất xưởng này, số email, serial, các chi tiết trên tem đó phải sắc nét, chữ nhỏ nhưng mà phải rõ ràng. Và cuối cùng hãy kiểm tra pin xem có bị phồng hay không, các chân tiếp xúc có bị xước nhiều hay không. Nếu có thì chứng tỏ là viên pin này đã bị chai và bị tháo ra lắp lại rất nhiều lần để hard reset máy do hoạt động không ổn định, hoặc trường hợp xấu nhất là máy đã bị cháo một viên pin dởm. Mặt khác thì nếu viên pin lại quá đẹp, đẹp ngỡ ngàng, đẹp như mới, đẹp không tì vết thì bạn cũng nên nghi ngờ rằng đây không phải là viên pin zin theo máy. Và nếu bạn nhận ra các chi tiết in trên pin không sắc nét hay nhìn khác với những hình ảnh đối chiếu trên mạng thì nhiều khả năng đó là một viên pin lồ chính hiệu. Thứ hai thì chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra một số tính năng cơ bản của máy. Đầu tiên là do LG G4 có khay sim chết trên thân máy nên chúng ta không cần phải kiểm tra khay sim rời. Có đồ mà kiểm tra đúng không? Thay vào đó thì các bạn hãy soi xem phần khung kim loại có bị méo hay không. Không méo thì các bạn thử lắp sim và thẻ nhớ vào xem máy có nhận không. Máy hiện lên bao nhiêu vạch sóng, cái này cũng quan trọng này. Thông thường thì nếu các bạn mua máy ở các cơ sở uy tín thì luôn có điểm phát wifi ngay gần để chúng ta có thể test sóng wifi. Sóng di động và wifi căng đét là ok. Nhớ kiểm tra luôn cả micro và loa thoại bằng cách gọi 900 rồi bật max volume xem có bị rè không. Cách khác đơn giản hơn là sử dụng chính cái phần mềm ghi âm mặc định của máy, alo vài câu rồi nghe lại. Nhớ kiểm tra cả loa ngoài của máy nữa. Cái này thì đơn giản rồi. LG G4 là smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu loa ngoài công suất lên tới 1W nên nghe chắc chắn là sẽ rất phê. Nếu không phê thì chứng tỏ là loa có vấn đề. Tiếp theo thì các bạn hãy kiểm tra các cảm biến của máy, thử bật chế độ sáng màn hình tự động lên rồi lấy tay bịt kín phần cảm biến xem màn hình có tối đi hay không. Nếu có thì ổn rồi, chúng ta chuyển sang kiểm tra con quay hồi chuyển và các thể loại cảm biến chuyển động. Hiện tại thì có một cách rất đơn giản để kiểm tra cái này. Các bạn lên App Store, tải ứng dụng Google Cardboard về rồi bật lên. Tuy đây là phần mềm cho kính thực tế ảo nhưng lúc này thì chúng ta chỉ cần dùng để kiểm tra cảm biến thôi nên không cần kính. Các bạn cứ nghiêng máy xoay các kiểu xem hình ảnh có chuyển động theo mượt mà hay không. Mượt là tốt, hơi giật là không ổn, còn đứng im hoặc là quay loạn xạ thì là quá tệ, trả máy luôn, không mua nữa. Và các bạn đừng quên cẩn thận kiểm tra luôn các kết nối không dây như là 3G Wi-Fi. Wi-Fi như vừa nãy mình có nói rồi, sóng sánh căng cực hay là không căng cực ấy. Nhưng mà sóng căng đét không có nghĩa là nó vẫn xài tốt. Hãy cứ cẩn thận bật trình duyệt lên, tắt 3G đi và lên maxmobile.vn thử xem có nhanh hay không. Nếu mà nhanh thì thôi, còn nếu mà chậm ấy thì hỏi cái người bán máy cho bạn là: "Ê anh chị ơi, nhà mình dùng cái gói mạng internet gì mà cùi bắp đấy?" Còn trường hợp không kết nối được trong khi các máy khác dùng cùng mạng wifi đó vẫn lên mạng ầm ầm thì lỗi chắc chắn là tại chiếc G4 cùi bắp bạn đã cầm rồi. Đừng quên kiểm tra cả Bluetooth nếu có thể. Tiếp đến là định vị GPS xem có hoạt động ổn định hay không. Các bạn chỉ cần bật Google Maps lên và bấm định vị là ok. Nếu nó không ra chỗ mà bạn đang ngồi ấy, hoặc là một chỗ khỉ gió nào đấy cách xa quá 100m thì chứng tỏ là GPS quá lởm. Các bạn lưu ý là nên kiểm tra GPS ở nơi thông thoáng, không phải trong tầng hầm hay là thang máy là được. Cũng đừng trong lúc trời mưa nhé.
Khi mọi thứ có vẻ như là đã ok rồi thì hãy kiểm tra đến camera và một số thứ linh tinh khác. Để kiểm tra camera của máy thì không có cách nào khác ngoài bật ứng dụng chụp ảnh lên và lia lia xung quanh xem có gì bất thường hay không, cả cam trước và sau của máy. Các bạn có thể bật video đánh giá camera LG G4 của mình lên để so sánh hoặc là lấy làm chuẩn. Tiếp theo là thử cái đèn flash xem có sáng hay không, kiểm tra cả chống rung quang học của camera nữa. Bật camera sau lên, lắc nhẹ máy xem nó có di chuyển hay không. Nếu mà có thì tốt, mà nếu không thì thôi sao nữa. Thế là xong camera, chuyển qua cái motor zoom của máy. Thử bật chế độ zoom lên rồi mượn điện thoại của ai đó gọi vào em G4. Trong lúc đó thì các bạn nhanh tay kẹp chiếc G4 vào nách xem có tê hay không. Nếu mà tê ấy, thì quá tốt rồi. Theo kinh nghiệm của mình thì G4 sở hữu quả trứng zoom khá là mạnh. Tiếp theo là đến cái màn hình và cảm ứng. Giống như G5 thì màn hình của G4 có độ phân giải là 2K nên sẽ rất khó để thấy được những điểm chết hay là sai màu nếu chúng quá ít và không đáng kể. Nhưng các bạn hãy cứ cẩn thận lên YouTube search video có tên là LCD test ấy. Chọn ngay video đầu tiên trong kết quả tìm được, nó sẽ chạy một loạt các hình ảnh màu trắng, đen, xanh, đỏ, tím vàng các thứ để các bạn kiểm tra. Nếu thấy có gì bất thường thì trả ngay máy, không mua nữa. Còn để kiểm tra cảm ứng thì có một cách rất đơn giản. Chúng ta có thể dùng chính cách để kiểm tra iPhone để kiểm tra với G4. Các bạn chỉ cần bấm và giữ một biểu tượng bất kỳ rồi di chuyển nó lung tung, kín cái màn hình mà không nhấc tay lên. Nếu cái icon đang chạy theo tay bạn mà tự nhiên bị tuột ở một vị trí nào đó thì chứng tỏ là cảm ứng ở điểm đó đã có vấn đề rồi. Và bước cuối cùng, các bạn hãy kiểm tra phụ kiện kèm theo, giấy tờ và chế độ bảo hành của máy. Thực ra là G4 cũng đã hơn 1 năm tuổi rồi nên việc còn bảo hành chính hãng cũng máy có máy không, nhưng các bạn cứ hỏi cho chắc. Nếu mua máy tại các cơ sở có uy tín như là Mac Mobile chẳng hạn, thì chắc chắn là sẽ có những chính sách bảo hành rõ ràng và đầy đủ. Các bạn hãy hỏi rõ để tránh những trường hợp đáng tiếc. Một điều nữa là điện thoại LG thường được khuyên dùng kèm với sạc pin chính hãng của máy để có thể đảm bảo được khả năng cũng như là hiệu suất sạc ổn định nhất. Khi nhận máy thì bạn nên sạc thử để xem dòng điện có vào ổn định hay không. Bên cạnh đó, khác với những máy điện thoại khác thì mình khuyên các bạn nên kiểm tra thêm hạng mục này, bởi chiếc LG G4 là chiếc điện thoại LG bị dính lỗi boot loop nặng nhất trong tất cả các máy LG hiện nay, mà ở Việt Nam mình hay gọi là lỗi tự đổ đột tử ấy. Cái lỗi này thực ra là rất khó để phát hiện được ngay bởi thời gian bạn cầm máy để test là rất ít. Do đó hãy chắc chắn là chiếc LG G4 cũ mà bạn nhận được vẫn còn được bảo hành, để ít ra là lúc đang dùng bình thường em nó lại dở chứng thì còn có chỗ để mà ăn vạ. Hiện tại thì Max Mobile đã áp dụng chế độ bảo hành hoàn toàn phần cứng, kể cả lỗi boot loop cho LG G4, nên các bạn có thể yên tâm mua hàng tại Max Mobile. Ok, thế là hết cái để chia sẻ rồi. Với những thông tin trên thì mình tin là các bạn đã đủ vững tâm bước ra bất cứ chỗ nào bán LG G4 và kiểm tra máy như một vị thần. Nếu thấy mình có bỏ sót chi tiết nào thì hãy bổ sung bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Đừng quên like, share video cũng như đăng ký theo dõi Mac Channel để tiếp tục ủng hộ bọn mình làm nhiều video hay ho hơn. Còn bây giờ thì, như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại.